Mời quý vị và các bạn đến với một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có chủ đề Tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong máu. Thưa quý vị và các bạn, mới đây trang sức khỏe của Bộ Y tế, Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường vừa công bố xét nghiệm được thực hiện từ ngày 19 tháng 1 vừa qua là xét nghiệm định tính định kỳ của Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường Bộ Y tế trên các mẫu nghiên cứu. Đối tượng xét nghiệm gồm 67 người tham gia, 32 nam, 35 nữ, đều là học viên tại một lớp học thuộc trung tâm học tập cộng đồng các xã thị trấn đến từ 4 huyện ngoại thành Hà Nội gồm Sóc Sơn, Đông Anh, Mê Linh, Hoài Đức. Kết quả cho thấy, trong tổng số 67 người tham gia xét nghiệm, chỉ có 35 người ở mức an toàn, 31 người ở mức nguy cơ, tức là đang có thuốc bảo vệ thực vật lưu tồn trong máu, một người ở mức rủi ro, nguy hiểm hơn mức nguy cơ. Đáng nói là hầu hết các đối tượng không trực tiếp tham gia vào sản xuất trên ruộng đồng như nông dân. Trao đổi với báo chí, Phó giáo sư tiến sĩ Doãn Ngọc Hải, Viện trưởng Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường cho biết, dù diện nghiên cứu rất hẹp, song kết quả này cũng khá giật mình là lời cảnh tỉnh với tất cả người dân. Sờ, hít hay sử dụng các sản phẩm rau hoa quả tồn dư thuốc trừ sâu đều có hại cho sức khỏe. Trên thực tế, việc hấp thụ thuốc bảo vệ thực vật xảy ra khi hít phải, uống phải hoặc tiếp xúc qua da và niêm mạc do đó nhiều người dù không tiếp xúc trực tiếp với thuốc trừ sâu nhưng trực tiếp sử dụng các sản phẩm rau hoa quả còn tồn dư lượng thuốc trừ sâu hoặc hít phải đều bị nhiễm. Phó giáo sư tiến sĩ Doãn Ngọc Hải cho hay. Cũng theo thông tin của viện trưởng Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, các loại hoa tươi cũng là nguồn chứa rất nhiều thuốc trừ sâu nhưng ít người để ý nên vẫn thoải mái sờ hít hoa. Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã từng làm thí nghiệm lấy một bó hoa tươi cắm vào nước, sau đó lấy nước này để đi xét nghiệm, phát hiện có dư lượng thuốc trừ sâu rất lớn trong đó. Phó giáo sư tiến sĩ Doãn Ngọc Hải cho rằng thực tế này là cảnh báo rất lớn đến cộng đồng. Mọi người dân từ trực tiếp sản xuất đến người sử dụng, từ thành thị đến nông thôn đều có nguy cơ cao hấp thụ thuốc trừ sâu vào máu. Nếu thuộc nhóm nguy cơ nhưng thời gian kéo dài sẽ thành ngộ độc mãn tính. Khi ngộ độc thuốc trừ sâu ở dạng cấp tính, người bệnh sẽ có những triệu chứng dễ thấy như nôn mửa, nhức đầu, chóng mặt, đổ mồ hôi. Tuy nhiên khi ở dạng ngộ độc mãn tính, các biểu hiện thường không rõ ràng nên dễ bị bỏ qua. Lúc này, chất độc sẽ chuyển hóa qua gan, gây nên rối loạn thần kinh, mất ngủ, kém trí nhớ, mờ mắt, giảm thính lực, suy nhược cơ thể, ở phụ nữ dễ gặp tai biến xảy thai, đẻ non, gây dị tật bẩm sinh ở trẻ, ung thư. Lời khuyên của các chuyên gia, các chuyên gia chống độc cho biết, bình thường thuốc bảo vệ thực vật tồn dư ở thực phẩm do người dân sử dụng làm đồng, phun thuốc bảo vệ thực vật những người sống chung trong gia đình có sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thì nguy cơ nhiễm thuốc bảo vệ thực vật có thể xảy ra. Nhiễm thuốc bảo vệ thực vật trong máu không chỉ với người làm nông, gia đình ở nông thôn mà những người ở thành phố cũng có nguy cơ nhiễm bởi tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm như rau quả. Khi ăn thực phẩm còn tồn dư thuốc bảo vệ thực vật thì nguy cơ nhiễm độc rất lớn. Có nhiều trường hợp mệt mỏi, suy nhược cơ thể không rõ nguyên nhân. Khi đi khám thì được chẩn đoán xác định nhiễm độc mãn tính thuốc trừ sâu loại phốt pho hữu cơ. Trường hợp này gặp nhiều ở những người dân làm nông nghiệp thường xuyên tiếp xúc với thuốc bảo vệ thực vật. Máy quét công nghệ mới cho hình ảnh X quang màu 3D đầu tiên trên thế giới. Mới đây một công ty của New Zealand đã phát triển thành công một loại máy quét hình ảnh y tế mới, cho ra hình ảnh X quang màu 3D lần đầu tiên trên thế giới. Hai nhà khoa học thuộc trường đại học Canterbury và Otago New Zealand đã phát triển chip Medipix 3 hoạt động tương tự như cảm biến trong camera kỹ thuật số nhưng nó phát hiện và đếm số hạt chạm vào mỗi điểm ảnh, sử dụng thuật toán xử lý dữ liệu tùy biến và có thể phát hiện sự thay đổi trong các bước sóng khi tia X xuyên qua các vật liệu khác nhau trong cơ thể. Chức năng này giúp máy quét phân biệt giữa xương, cơ, chất béo, chất lỏng và các loại vật liệu khác trong cơ thể. Đồng thời phần mềm bổ trợ sẽ sử dụng những dữ liệu thu được này để tạo ra các hình ảnh đầy đủ với màu sắc chân thật như hình ảnh 3 chiều trong cơ thể. Công nghệ này tạo một bước đột phá mới trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, bởi các bác sĩ ngoài việc phát hiện các dấu hiệu gãy, vỡ xương còn có thể tìm thấy các dấu hiệu y khoa bất thường khác. Hiện thiết bị này đang được hoàn tất và sẽ được đưa vào thử nghiệm lâm sàng trong vài tháng tới. Quý vị và các bạn thân mến, nhật miệng chảy máu cam sẽ là chủ đề được chúng tôi truyền tới quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi một thông tin sức khỏe của đài phát thanh truyền hình hương yên xin được khép lại tại đây thân ái chào tạm biệt